đồng hồ mới, điện thoại mới luôn kìa má. Chứ sao, người ta nói có đào là phải có ăn. Tôi đào sâu quá trời nên giờ cái giọng tao nó hơi dương. Nhưng mà đẹp đúng không? Đẹp. Sao mày nói đi coi có một cô gái mà bây giờ hai cô gái gửi luôn. Chị hai rưỡi ba. Mày coi nhỏ nào mặt đầm xanh mà nói giọng trầm đó. Đồ xanh á? À, có. Ui. Ê, nó kêu tao. Nghe, tắt nghe. Mỏ mới, mỏ vàng mới. Chào mọi người. Chào anh. Chào anh, em là con gái của tao. Dạ. Chào anh, em là Thảo Trâm, cô gái mặc đồ xanh nhưng không thích lanh chanh và chưa có người yêu. Em được anh Hưng á giới thiệu anh cho em. Còn đây là hai đứa bạn thân của em. Em như một bông hoa trinh nữ gì đó. Em ra ngoài đường em không dám đi một mình, nên là em phải rủ tụi nó đi theo. Không sao. Còn anh là Tilo. Anh là độc thân dư tính. Em nghe anh Hưng nói anh là chủ quán à. Trời ơi, đừng nói chủ quán này xong mà hẹn ra đây luôn nha. Không, anh cũng chủ mà là chủ sạp rau bình thường thôi. Còn cái quán này thì không phải. Nhưng mà cũng may là mẹ anh có để lại mấy chục cây vàng. Thảo bị, trời ơi, xấu quá. Dạ, em cảm ơn. Gọi đồ ăn đi mọi người. Lady first. Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì em không có khách sáo nha. Quay, gọi món. Này. Cho em hai cái lẩu nha. Thêm một cái lẩu chay. Hôm nay rằm em ăn chay. Còn em á hả? Có bao nhiêu món đặc sản ở đây hả? Đem lên hết cho em. Khoan anh ơi. Mấy đứa, anh thấy gọi nhiều quá, sao phí á. Trời ơi, cái mấy đồng bạc lẻ mà cũng tiết kiệm keo kiệt được nữa. Không phải anh tiếc, mà là anh thấy nhiều quá, sẽ ăn không hết. Hết. Mời mọi người ăn. Xin lỗi anh. Không sao. Dạ, hóa đơn của quý khách tổng cộng là 3 triệu ạ. À. Dạ. 3 triệu? Dạ. Thôi em ơi, để tụi em chia ra với anh nha. Coi gì mà tụi em cũng sống thẳng thôi ha. Đúng rồi, tụi em sống thẳng lắm. Ủa? Chà. Cô kìa, cô em hư chưa? Nay ra đường xách cái đích không đi, không có đem theo cái túi, cái ví gì hết trơn á. Chết rồi, có đem. Không ấy à, anh trả trước giùm tụi em đi, rồi tụi em chuyển lại cho anh sau, được không? Vậy cũng được. Dạ. Có cái gì đó nó sai sai vậy ta? Không gì. Ê má, tao thấy cái đoạn mà thằng đó tính tiền á, tao thấy cái mặt thằng đó không có được vui nghe má. Chứ còn gì nữa, bình thường cái luật đó là con trai đi ăn với con gái á là phải trả tiền hết cho con gái đúng không? Cái đoạn mà tao đòi chia tiền mày, trả tử thiệt mày. Trời đất ơi trời, bây giờ tao nói số con gái tụi mình khổ lắm. Đúng. Nè, tao nói cho mày nghe nè. Đàn ông tử tế đẹp trai á, tụi nó kết hôn sạch bách. Còn mà đàn ông tử tế đẹp trai á mà chưa kết hôn á là tại vì nó nghèo. Còn cái nữa, đàn ông mà tử tế đẹp trai á mà chưa kết hôn á được cái giàu. Đây. Là gì má? Thì là gì nè má? Quay. Sao rồi? Tao qua hóng chuyện coi mắt nè. Thiệp hồng không? Không, sâu tiếp thiệp hồng. Gì lãng giang vậy bà?
Rồi tao quý mày lắm mới giới thiệu ông Tilo cho mày đó. Nói gì đẹp trai, tử tế, giàu ngầm đó. Đại gia ngầm nha. Má nó mất để lại mấy chục cây vàng. Đừng giỡn. Mày ăn mấy đời không hết đó. Trời ơi. Thiệt hả? Ừ. Rồi Gao à. Em cảm ơn. Mai mốt nhớ ủng hộ Gao lạ lắm của em nha. Anh xin lỗi. Trời mẹ ơi, cướp. Đâu có ai đâu, cũng đâu có ai dám cướp bóc gì đâu. Chỉ có em thôi, em qua đây muốn cướp trái tim của Tilo á. Em à, em là Trâm phải không? Dạ đúng rồi, em Trâm nè. Nay em qua đây em muốn xin lỗi anh Tilo. Với lại gửi trả anh Tilo tiền của bữa ăn hôm trước nè. Em gửi. Anh cảm ơn. Dạ, thiệt tình là nhắc lại thấy kỳ quá trời luôn. Hôm bữa là sợ anh Tilo nghĩ em là đứa con gái đào mỏ đồ nãy kia. Mà thiệt tình bữa đó em xui gì đâu á. Tự nhiên đi ra ngoài đường cái bỏ quên cái ví ở nhà. Có gì anh bỏ qua cho em nha. Thật ra thì hôm nay em đến đây em muốn nói với anh Tilo một chuyện. Đó là em... có bầu. Phải, bậy bạ không à. Em muốn nói là từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Em muốn thổ lộ với anh Tilo. Từ cái ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau á, mà em cứ có cảm tưởng là mình đã yêu nhau từ muôn ngàn kiếp nào rồi á. Hên á, đừng đổ vỏ chứ. Nói cái gì không à. Xuống đây nói cho nghe này nè. Xuống rồi xuống. Chị Lô nhớ cái bữa mà hai đứa mình đi ăn với nhau không? À nhớ. Ừ, lần đầu tiên gặp nhau thôi nhưng mà em cảm thấy vui lắm kìa. À, nhưng mà nói em mới nhớ nè, em có quen một đứa bạn, nó làm bên booking du lịch á, nó có một cái tour này, nó nói với em á là đã lắm. Hay là em với anh Tilo á đi du lịch chung với nhau đi, để mình có được cơ hội tìm hiểu nhau sâu hơn. Không có từ chối nha, em đặt cọc rồi á, phải đi với em nha. Có khách mua gạo, anh bán gạo cho khách cái ha. Nhưng mà phải đi nha. Rồi đó. Ừ, alo, ê soạn đồ đi mấy má. Trời ơi, sập bẫy rồi. Ừ, có gì á, vài bữa nữa tụi mình đi du lịch. Cái thằng khứa bán ra nó trả tiền cho mình chứ ai. Trời, còn dữ vậy hả? Trời ơi, kẹo lần này có bộ thơm ngang. Ê, mà lần này tiền nhiều vậy, ê, nó có trả không ta? Trời ơi, cái đó thì mày khỏi lo. Tao vừa mới đi qua nhà nó để trả lại cho nó tiền ăn của bữa hôm trước. Tao dùng cái mua mà con tép để bắt con tôm. Trong cái vài bữa mình đi du lịch đó, mình cũng giả bộ cái chiêu mà mình bỏ quên dưới nhà nữa để cho nó trả nữa, hiểu không? Hiểu không? Thật ơi, mày thật sự đó nghe, đúng là thợ đào VIP Pro Max. Vậy nha, vậy nha, soạn đồ nha. Rồi, cái gì đâu mà giờ này còn chưa tới nữa, rồi chừng nào đi. Cho thu tiền vé đi mấy đứa ơi. Tiền vé của con nhiêu con? Mình là 5 triệu một vé, trừ 1 triệu tiền cọc, còn lại là 4 triệu. Tổng thể mình 4 vé là 16 triệu. Đợi tụi con chút đi xíu, có người tới rồi, cái người đó trả tiền nha. Có gì xíu con gửi sau nha. Được rồi. Dạ, dạ. Gọi cho ông mẹ đi. Đợi một chút. Mình quá đi. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Có được đi nè. Alo anh. Alo. Sao giờ này anh chưa tới nữa? À, thì anh đang đi du lịch nè. Ủa? Là ở đâu? Tụi em ở đây mà tụi em có thấy anh đâu. Tất nhiên là anh không đi chung với tụi em rồi. Để anh nói mấy bé nghe, muốn ăn hay muốn chơi cái gì đó thì tự bỏ tiền ra. Không ai là cái mỏ cho mấy đứa đào đâu. Ha. Ê, nè anh. Thôi bye em nha, hẹn ngày không gặp lại. Đúng mà. Anh! Đi luôn! Đi! Rồi sao rồi?
thì tụi mình bị cái thằng bán rau đó nó chưa khăm thì còn gì nữa. Cái gì? Vậy sao có lấy giấy không mấy đứa? Nếu mà không lấy là mất 4 triệu tiền cọc đó nha. Lấy không? Có lấy không? Lấy luôn nha. Ừ thôi lấy luôn đi. Giờ không lấy là mất 4 triệu á. Cho tụi con thanh toán luôn đi. Được rồi. Con chuyển khoản nha. Được rồi. Tức dữ thật chứ. Đi bạn ơi.